Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 17 Vẽ màu tuần 10 vở bài tập môn tiếng Việt lớp 4 bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 60 nào. Ta sẽ đến với cái phần luyện từ và câu này. Ở đây mình sẽ cùng tìm hiểu về cái biện pháp nhân hóa. Mình đến với bài tập 1 nhé. Mỗi cái từ in đậm trong đoạn văn ở bài tập 1 sách học sinh tiếng Việt lớp 4 trang 78. Như vậy các em phải mở sách của chúng mình ra trang 78 này. Dùng để gọi cái con vật nào? Hãy nhận xét về cách dùng những cái từ đó trong các đoạn văn. À, có nghĩa là ta sẽ cho mình một cái bảng như thế này và yêu cầu mình đọc cái gì? Đọc cái đoạn văn ở trang 78 sách giáo khoa đó. Sau đó mình sẽ là gì? Hoàn thiện cái bảng này. Được chưa nào? Người ta cho ở đây này. Cái mẫu nhá, từ anh thì con vật được nói đến đó là gì? Chuẩn chuẩn ớt. Chú ý ở đây là từ in đậm. Ok, đấy, các em mở sách tiếng Việt của chúng mình ra. Biện pháp nhân hóa này. Được chưa? Đấy, những cái từ in đậm nhá. Bây giờ mình sẽ cùng xem ở đây có những cái từ in đậm đó là gì. Mùa xuân, ngày nào cũng là ngày hội. Muôn loài vật trên đồng lũ lượt kéo nhau đi. Những anh, đấy có từ này, anh này, được chưa? Anh chuẩn ớt đỏ thắm như ngọn lửa. Những cô, đấy, cô này, cô chuẩn chuẩn kim, nhịn ăn để thân hình mảnh dẻ, mắt to, mình nhỏ xíu, thướt tha bay lượn. Các chú này, đấy, có từ chú nữa này. Chú bọ ngựa vung gươm tập múa võ trên những chiếc lá to. Các ả này, ả nha, ả cánh cam diêm rúa. Các chị, à các chị cào cào xòe áo lụa đỏm dáng, đạo mạo như bác Giang, bác Rẽ, cùng vui vẻ dạo chơi trên bờ đồng. À, đây là một cái đoạn mà Xuân Quỳnh, để cho tác giả là Xuân Quỳnh. Đấy, như vậy chúng ta có một cái bức tranh về cái lễ hội mùa xuân ở đây. Như vậy thì mình sẽ quan tâm tới những cái từ mà in đậm ở đây. Từ đầu tiên ta có này, đó là từ anh, đúng không nào? Thì anh này, chuẩn ớt đỏ. Đấy, như vậy người ta đã làm mẫu cho mình này. Anh này là nói tới cái con vật đó là chuẩn ớt, được chưa? Đấy, con chuẩn chuẩn ớt nhá. Rồi chúng ta sẽ có cái từ tiếp theo. Cô. Cô ở đây là gì? Cô chuẩn chuẩn kim. Đấy, tức là gì? Chuẩn chuẩn được gọi bằng cô. Đấy, chuẩn chuẩn được gọi cái tên là gì? Là cô, đúng không? Đấy, như vậy ta có cái từ đây là cô. Con vật được nhắc tới ở đây chính là gì? Chuẩn chuẩn kim, đúng không? Cô là chuẩn chuẩn kim. Rồi, chuẩn chuẩn kim nhá. Chuẩn chưa? Rồi. Tiếp theo mình có này, các chú bọ ngựa. Đấy, chú bọ ngựa nhá. Như vậy có từ tiếp theo đó là chú. Như vậy đây sẽ được nói tới con vật đó là gì? Bọ ngựa. Được chưa nhỉ? Bọ ngựa nhá. Rồi. Tiếp theo là ả này, ả cánh cam. Đó. Như vậy thì ả đây là nói tới những gì? Những chị cánh cam. Đấy, ả. Ả ai ở khu vực miền Trung thì chúng ta rất là quen cái từ là gì? Ả, đúng không nào? Rồi, còn gì nữa nhỉ? Rồi, các chị này, chị cào cào. Đấy, chị là chị cào cào này. Đấy, chị nói tới đây là cào cào. Ok. Rồi.
Rồi, tiếp theo đó là các bác. Bác là Bác Giang, Bác Rẽ. Đấy, bác ở đây có hai nha. Bác này chúng ta sẽ có đó là Bác Giang này. Rồi, Bác Rẽ. Đúng không? Hết chưa nhỉ? Hết rồi đúng không? Rồi, như vậy chúng ta đã liệt kê được những cái từ in đậm và chúng ta đã biết được những từ đó là nói được con vật nào được nói đến, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời nào. Tác dụng của những từ in đậm trong cái đoạn văn này. Đấy, như vậy thì các em thấy này, những cái từ in đậm này, anh, cô, chú, ả, chị, bác, những cái từ này thì chúng ta thường dùng để miêu tả ai nhỉ? Miêu tả ai? À, thường dùng để nói tới con người, đúng không? Vậy thì tác dụng của từ in đậm trong đoạn văn này là đã làm sao nhỉ? À, đã nhân hóa, đúng chưa? Đấy, tác dụng của nó là nhân hóa. Nhân hóa gì? Nhân hóa các cái con vật. Các con vật như gì? Như loài người. Ok chưa? Đấy. Ok nhá. Đấy, tức là gì? Cái cách gọi tên. Cách gọi tên của nó là gì? Làm cho những cái con vật này này giống như là loài người chúng ta. Cô chuồn chuồn này, chú bọ ngựa này, ả cánh cam này, chị cào cào, rồi bác Giang, bác Rẽ nhá. Ok. Rồi, xong bài số 1. Sang bài 2. Tìm trong đoạn thơ ở bài tập số 2, trang 79, những từ ngữ chỉ hoạt động đặc điểm của người. Nhớ này, hoạt động đặc điểm của người được dùng để tả các vật hoặc là hiện tượng tự nhiên. Đó. Như vậy các em chú ý này, chúng ta lại mở sách giáo khoa ra ở bài tập 2 trang 79. Rồi, chúng ta sẽ sang bài tập số 2 đây. Đó, đây bài tập 2 đây. Trong cái đoạn thơ này, những từ nào hoạt động đặc điểm của người dùng để tả các vật hoặc là hiện tượng. Đó, thì chúng ta đọc và chúng ta sẽ liệt kê sang cái bảng ở đây. Được chưa nhỉ? Được chưa? Như vậy thì mình sẽ thống kê cho đâu là vật này, hiện tượng tự nhiên này, và những cái từ ngữ mà chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của người mà người ta miêu tả cho những cái vật hoặc là hiện tượng tự nhiên giống như con người chúng mình, thì đó chúng ta sẽ liệt kê vào đây nhé. Được không? Được không? Rồi, chúng mình sẽ cùng liệt kê nào. Bụi tre, tần ngần, gỡ tóc, hàng bưởi, đu đưa, bế lũ con, đầu tròn, chọc lóc. Như vậy này, bụi tre, tần ngần. Lưu ý thì yêu cầu là gì? Chỉ hoạt động hoặc là đặc điểm của người. Đấy, tần ngần này các em. Gỡ tóc này. Như vậy ở đây mình sẽ liệt kê xem vật hoặc là hiện tượng tự nhiên. Đấy, như vậy ở đây ta đã làm mẫu này, mầm cây tỉnh giấc, được chưa? Đấy, vậy thì mình sẽ tiếp tục đọc này. Mầm cây thì tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim. Ok. Tiếp theo là hạt mưa thì mải miết trốn tìm. Như vậy chúng ta sẽ có một cái gọi là hiện tượng tự nhiên, đúng không nào? Hạt mưa thì sao? Mải miết trốn tìm, đúng chưa? Đó. Hạt mưa ở đây thì mải miết trốn tìm nhé. Đấy, các em ghi luôn ở đây. Mầm cây thì tỉnh giấc này, hạt mưa thì trốn tìm, đúng không? Đấy, trốn tìm. Rồi, ok.
cây đào trước cửa lim dim mắt cười. Đấy, như vậy thì cây đào á thì lại là lim dim mắt. Cây đào thì lim dim và gì? Và cười. Đúng chưa nhỉ? Đó. Rồi tiếp theo là gì? Quất gom từng giọt nắng rơi. Đấy, như vậy thì cái cây gọi là gì? Cây quất. Cây quất, đúng không? Thì lại gom nắng. Được chưa? Đấy, toàn là những hoạt động của con người, đúng không? Làm thành quả trăm mặt trời vàng mơ. À, như vậy thì đây là những cái hiện tượng tự nhiên hoặc những vật này, như là mầm cây thì tỉnh giấc này, hạt mưa thì trốn tìm này, cây đào thì lim dim này cười này, cây quất thì lại gom nắng. Như vậy thì cái cách nhân hóa ở đây là gì các em? Cách nhân hóa ở đây là gì nhỉ? Là gì? À, như vậy thì mình sẽ thấy này, tất cả những cái vật hoặc là hiện tượng này này được người ta nhân hóa giống như là gì? Đặc điểm của ai? Của con người, đúng không? Đúng chưa nhỉ? Đó, như vậy thì chúng ta có thể thấy là gì? Cái cách nhân hóa ở đây là các cái vật hoặc là hiện tượng tự nhiên. À, vật là hoặc là hiện tượng tự nhiên được nhân hóa, được nhân hóa bằng cái cách nào? Bằng cách là gì? Gán cho. Đấy, gán cho những gì? Những cái hoạt động hoặc là gì? Hoặc là đặc điểm của con người, hoặc là đặc điểm của con người. Được chưa? Đấy. Ok nhá. Như vậy đây là gì? Cái cách nhân hóa là cái gì? Gán cho những cái vật hoặc là hiện tượng tự nhiên ấy, những cái hoạt động hoặc là đặc điểm của ai? Của con người. Ok. Rồi, chúng mình sẽ sang bài số 4. Đặt 1 đến 2 câu về con vật hoặc là cây cối hoặc là đồ vật, trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa. Đấy. Như vậy thì chúng ta có thể chọn khá là nhiều, đúng không? Đấy, chẳng hạn như chúng ta nói tới cái đồng hồ báo thức này. Anh đồng hồ này đúng mấy giờ đi? Đúng 6 giờ. Đấy, 6 giờ. Anh đồng hồ. Đấy, tức là ta dùng cái nhân hóa cho đồng hồ đó là gì? Từ anh. Anh đồng hồ báo thức inh ỏi. Được chưa? Đấy. Ok không? Được, đúng không? Rồi. Hoặc là gì? Chị ong. Đấy. Chị ong vàng chăm chỉ. Chăm chỉ gì? Xây tổ. Được không? Quá được, đúng không? Hoặc là gì? Chú chích chòe. Đấy, chim chích chòe nhá. Chú chích chòe hót vang. Hót vang gì? Vang cả nhà. Đấy, được không? Đấy, hoặc các em chọn là gì? Con vật nào đó hoặc cái đồ vật nào đó chúng mình nêu nó. Ok. Rồi, sang bài số 5 nào. Chọn từ ngữ trong khung điền vào cái chỗ trống. Như vậy ta cho ở đây là những cái từ như là gì? Hài lòng này, nhuộm này, mặc này, trang điểm này, ngắm nghía này. Đấy, như vậy thì thầy đã chọn vào đây chúng ta này. Chú kỳ nhông thì trang điểm cho đẹp để đi chơi, và chú điểm chút đo đỏ lên đỉnh đầu, chú mặc một chiếc áo xanh xám nâu nâu. Ở gờ sống lưng, chú quét một màu xanh ngã dần sang xanh lơ, rồi sắc biếc, nhân tiện
có nắng thì nhuộm hai bên tai màu vàng tươi. Sắc nắng ấy khi gặp xanh và đỏ lại thành ra tím. Chú Kỳ Nhông thì ngắm nghía bộ áo ngũ sắc sặc sỡ của mình, in hình dưới mặt nước giếng trong veo, và chú rất hài lòng vô cùng. Ok, thấy chưa? Hãy tương tự như vậy thì ở câu B thì chúng mình cũng sẽ chọn những cái từ người ta cho ở đây để mình điền vào. Rồi, một hạt cây bé xíu nằm. Nằm gì? Nằm đánh thức à? Nằm im có không? Nằm im trong đất. À, như vậy ta sẽ chọn đây là từ ngủ im trong đất. Cho đến một ngày kia hạt cây cựa mình. Cựa mình để làm gì? Thức dậy, đúng chưa? Rồi, như vậy ta sẽ chọn đây từ thức dậy. Thoạt đầu hạt cây thấy làm lạ. Không, không gì? Không đánh thức. Thức dậy, không hiểu. Không hiểu vì sao mình thức dậy. À, như vậy đây ta chọn từ gì? Hiểu nhé. Không hiểu vì sao mình thức dậy. Có ai đã đánh thức mình chăng? Đấy, có ai đã đánh thức. Đấy, đây các em sẽ chọn từ đánh thức. Nhưng bao bọc chung quanh hạt cây chỉ có đất. Mà đất thì lầm lì, không động đậy. Hạt cây bỗng hiểu ra rằng có cái phôi mầm trong lòng nó đang nảy, làm bụng dạ nó bồn chồn. Đấy, như vậy ta chỉ còn từ cuối cùng đây là bồn chồn thôi. Không thể nào yên. Ok nhá. Rồi, như vậy mình sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần viết. Người thì yêu cầu là gì? Tìm hiểu cách viết đoạn văn tưởng tượng. Đó, thì yêu cầu là đọc đoạn văn ở bài tập 1 trang 79 và thực hiện các yêu cầu. Rồi, chúng ta sẽ mở cái phần viết ở sách giáo khoa ra. Đây, bài tập số 1 trang 79 này thì yêu cầu đọc đoạn văn này. Đọc đoạn văn. Ngày xưa, muôn loài sống trong rừng già tăm tối, ẩm ướt. Gõ kiến được giao nhiệm vụ đến các nhà hỏi xem ai có thể đi tìm mặt trời. Gõ kiến gõ cửa nhà công, công thì mải múa. Gõ cửa nhà liếu điếu, liếu điếu thì bận cãi nhau. Gõ cửa nhà chích chòe thì chích chòe mải hót. Chỉ có gà trống nhận lời đi tìm mặt trời. Đó, như vậy chúng ta đọc cái đoạn văn này và trả lời các câu hỏi ở đây. Rồi, ta hỏi cái gì nhỉ? Ghi lại những nội dung được viết thêm so với đoạn văn của Vũ Tú Nam. Đọc đoạn văn tưởng tượng. Ghi lại những cái nội dung mà được viết thêm so với đoạn văn của Vũ Tú Nam. Đó, như vậy thì các em phải nhìn ở đây. Nhìn ở đây nè. Nhìn vào đây là cái đoạn văn của Vũ Tú Nam. Và đây là cái đoạn người ta sẽ viết gì? Viết thêm này các em. Đấy. Ta nhìn thấy không nhỉ? Tớ còn bận tập múa này. Chích chòe thì liến thoáng. Tớ còn bận luyện giọng. Như vậy thì cái phần này chúng mình có làm được không? Có trả lời được không nhỉ? Câu A này khóa dễ rồi đúng không? Ghi lại những nội dung được viết thêm so với đoạn của Vũ Tú Nam. Thì chúng ta có thể viết lại những cái đoạn người ta in màu đỏ ở đây. Được chưa? Được không? À, đó là gì? Tớ còn bận tập múa này. Hãy các em viết lại những cái đoạn màu đỏ này nhá. Rồi. Gõ kiến gõ nhà công, công thì mải múa. Công thì mải múa. À, có từ chỉ trả lời đây không? Gõ cửa nhà công,
Đấy, công thì mải múa nhưng mà không có từ chỉ trả lời. Như vậy chúng ta sẽ ghi lại cái từ đầu tiên ở đây, gõ cửa nhà công. Công thì mải múa. Đấy, như vậy đến đây ta ghi này, chỉ trả lời tớ còn bận tập múa. Đấy, ta phải ghi lại cái đoạn mà được viết thêm này, chỉ trả lời này, hai chấm. Được chưa nào? Thì khi mà cái đoạn này thì các em phải chấm 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 ba chấm đằng trước. Được chưa? Công thì mải múa chỉ trả lời. Đấy, chỉ trả lời cái gì? Chúng ta ghi ra đây. Tớ còn gì? Tớ còn bận tập múa. Đấy. Tớ còn bận tập múa. Đúng nhỉ? Được chưa? Rồi, tiếp tục nè. Gõ kiến gõ cửa nhà chích chòe. Chích chòe thì liến thoáng. Tớ còn bận luyện giọng. Với lại đường xa vạn dặm, tớ thì bé nhỏ, chân yếu cánh mềm, làm sao mà đi được. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ ghi bắt đầu từ đoạn chích chòe liến thoáng. Được chưa? Xuống dòng nhá, các em lại 3 chấm tiếp cho thầy này. Chích chòe thì liến thoáng. Chích chòe liến thoáng. Liến thoáng nha. Tớ còn bận luyện giọng chấm. Chích chòe thì liến thoáng. Tớ còn bận luyện giọng. Tớ còn bận luyện giọng này. Rồi gì nữa nhỉ? Chấm với lại đường xa vạn dặm. Luyện giọng này. Chấm này. Với lại đường xa vạn dặm. Đường xa vạn dặm. Rồi gì nữa? Đường xa vạn dặm. Tớ thì bé nhỏ, chân yếu cánh mềm, làm sao mà đi được. Rồi, phần này chưa nha em, chưa có đóng ngoặc nha. Đường xa vạn dặm. Rồi tớ thì bé nhỏ, chân yếu cánh mềm, đúng không? Làm sao mà đi được. Đấy, các bạn nhìn những cái phần mà màu đỏ để chúng ta liệt kê vào đây thôi. Chân yếu cánh mềm làm sao mà đi được. Đấy, như vậy đây là những cái phần người ta, chúng ta thấy là gì, viết thêm so với cái đoạn gốc của ai, của Vũ Tú Nam, đúng chưa? Rồi dấu chấm than, dấu đóng hoặc kép. Ok. Rồi sang câu B. Theo em, các chi tiết tưởng tượng trong đoạn văn thì có gì thú vị? Đấy, tức là gì? Những cái chi tiết mà tưởng tượng ở trong đoạn văn ấy, thì có cái gì thú vị nhỉ? Đấy, chúng ta thấy là gì? Chích chòe rồi công, đúng không? Đấy, vậy thì những cái chi tiết này thì theo em có gì thú vị chúng ta viết đây? À, như vậy thì mình sẽ thấy là gì? Các cái chi tiết ạ. Các chi tiết mà tưởng tượng trong cái đoạn văn. Ta làm nhanh nhé, tại vì thầy làm liền ngay một clip nên là gì, nó hơi dài. À, có gì thú vị à, thì sẽ giúp cho gì? Giúp cho cái đoạn văn của chúng ta trở lên là gì? Thú vị hơn, đúng không? À, sinh động hơn đi đã. Trở lên là sinh động hơn. Trở lên sinh động hơn. Rồi gì nữa nhỉ? Rồi, và làm cho
các cái loài vật. Đấy, các cái loài vật như là gì, như là chích chè này, đúng không? Chích chè, rồi công này, rồi gì nữa nhỉ? Chích chè rồi công rồi ai nữa ta? Gõ kiến, đúng không? Đấy, chích chè, công, rồi gõ kiến, tức là những cái con vật này này. Như nào? À, có những cái hoạt động hay là có những cái đặc điểm, có những cái đặc điểm hay là hoạt động như nào? Giống như ai? Giống như con người chúng ta. Đấy. Ồ, văn kể. Rồi, được chưa? Xong nhá. Sang bài số 2. Ghi lại cách viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc là đã nghe mà ai mà chúng ta yêu thích. Như vậy thì cách để chúng ta viết thì chỉ có một nội dung thôi, khá là dễ dàng đúng không? Đó là gì? Đó là chúng ta hãy viết thêm cái gì? Viết thêm lời thoại, đúng không? Cách đọc và cách viết này, này. Ở đây người ta đã ta đã nêu rất là khá là rõ ràng này. Đây. Có nhiều cách viết đoạn văn tưởng tượng như là gì? Chúng ta bổ sung chi tiết này. Có thể là lời kể hoặc là tả này, hoặc là bổ sung lời thoại của nhân vật, thay hoặc là viết tiếp kết đoạn. Đấy, như vậy thì đây chính là gì? Cái phần ghi nhớ này các em. Đó, người ta yêu cầu gì? Ghi lại cách viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe mà em thích. Như vậy thì chúng mình có thể dựa là gì? Cách để viết một cái đoạn văn tưởng tượng dựa vào đâu? Dựa vào câu chuyện đã đọc. Đấy, dựa vào câu chuyện đã đọc hoặc là đã gì? Hoặc là đã nghe. Đấy. Là gì? Là có thể là gì? Bổ sung chi tiết, đúng không? Đấy, ở đây này, phát huy trí tưởng tượng để thay đổi, bổ sung chi tiết cho câu chuyện. Đó, tức là gì? Chúng ta đã nghe thì có thể là chúng ta phát huy cái tính trí tưởng tượng. Đấy, trí tưởng tượng để gì? Bổ sung chi tiết cho cái câu chuyện. Đấy, chẳng hạn như vừa nãy ở trên ấy thì đến nhà anh gõ kiến á, thì theo bản gốc thì sẽ không có cái đoạn là người ta trả lời, đúng không? Gõ kiến trả lời, vân vân. Đấy, bằng cách nào? Bằng cách thông qua lời kể hoặc là lời tả hoặc là lời thoại hoặc là viết tiếp đoạn kết, được chưa nào? Đấy, cho câu chuyện này. Bằng cái cách đó là thêm gì? Thêm lời thoại. Đấy, thêm lời thoại hoặc là thêm gì? Thêm cái miêu tả, được chưa? Hoặc là gì? Hoặc là chúng ta viết tiếp cái phần kết cho câu chuyện. Đó. Ok chưa? Như vậy thì đây chính là cái cách để chúng ta viết một cái đoạn văn tưởng tượng dựa vào những cái câu chuyện mà mình đã đọc hoặc đã nghe các em nhé. Rồi, sang cái bài số 3 nào.
Ghi lại điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào câu chuyện đã học hoặc là đã nghe. Đó. Vậy thì cái điểm cần lưu ý ở đây là gì? Đây, chính là cái phần nào các em? Điểm cần lưu ý đây này. Điểm cần lưu ý. Mình có thể xem ở đây. Xem ở cái phần tìm hiểu cách viết đoạn văn tưởng tượng này các em. Đấy, chẳng hạn như đây chúng ta là thêm lời thoại này các em. Đấy. Rồi. Viết thêm này, chi tiết này, viết thêm lời thoại này, thay hoặc là viết đoạn kết này. Nhưng mà lưu ý rằng là gì? Khi viết á, thì chúng ta không được làm gì? Không được làm sai đi nội dung. Đúng không? Đó. Lưu ý. Lưu ý là gì? Khi cái câu này thực ra nó cũng giống như ở cái phần nào đây? Phần trên thôi các em. Khi chúng ta viết, bị lỗi gì nhỉ? Sao mà nay cái máy này lắm lỗi thế? Khi viết cái đoạn văn tưởng tượng ạ, đoạn văn tưởng tượng ngoài các cái nội dung đấy, ngoài các cái nội dung nêu ở trên đó, nội dung như là gì, như là bổ sung chi tiết này, thêm lời thoại này, hoặc là thêm miêu tả này đấy, như là thêm lời thoại này, rồi gì nữa nhỉ? Rồi bổ sung cái chi tiết, được chưa? Bổ sung chi tiết hoặc là gì? Hoặc là miêu tả, hoặc là miêu tả mà chúng ta đã làm bài tập số mấy? Bài tập số 2 thì cần. Thì cần gì? Cần lưu ý. Lưu ý là gì? Viết phải đảm bảo cái gì? Phải đảm bảo đúng cái gì? Đúng cái nội dung. Đấy, đúng cái nội dung gốc nhá. Được chưa? Đó, ví dụ cái kết thúc nó như vậy thì chúng ta phải đảm bảo, chứ không được là xuyên tạc nó đi. Đúng chưa nào? Rồi, và chúng ta có thể gì? Đúng nội dung gốc. Có thể mở bài. Đấy, mở bài hoặc là gì? Hoặc là kết bài. Hoặc là một kết bài ấy, theo cái cách gì? Cách khác. Đấy, theo một cái cách tiếp cận khác của mình. Ok chưa? Được chưa nào? Đấy, như vậy thì cái phần này ổn chưa các em? Rồi mình sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là vận dụng. Ghi lại những chi tiết em thích trong câu chuyện tưởng tượng về loài vật. Đó, như vậy thì những cái chi tiết mà chúng ta thích ở trong cái câu chuyện này, tưởng tượng về loài vật này, đấy, thì chúng mình sẽ ghi nó lại thôi. Đấy, tưởng tượng về loài vật. Chi tiết mà mình thích trong câu chuyện là gì? Tưởng tượng về loài vật. Như vậy các em sẽ ghi vào đây cho thầy. Ok. Rồi đấy, chẳng hạn như mình sẽ chi tiết mà mình thích, đúng không? Chi tiết em thích trong câu chuyện tưởng tượng về loài vật. Đó. Như vậy thì các cái chi tiết mà em thích trong cái câu chuyện tưởng tượng
tưởng tượng về gì? Về cái loài vật. Đó là gì nhỉ? Đấy, như vậy ở đây thì mình sẽ phải gắn nó vào một cái câu chuyện nào đó, đúng không nào? Về cái loài vật. Chẳng hạn như là tưởng tượng về loài vật đó, qua cái câu chuyện là gì? Loài vật nhá, qua câu chuyện, qua cái chuyện đi, qua chuyện gì nhỉ? Con cáo và chùm nho đi chẳng hạn. Như vậy thì các em sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện mà chúng mình đọc, được chưa? Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đưa ra và chùm nho. Chẳng hạn là qua cái này thì cái chi tiết mà chúng ta thích nhất đó, đó là đấy, đó là chúng ta liệt kê cái chi tiết đó ra. Đó là gì đó nè? Đó là cáo. Cáo thì có thể làm thế nào cũng không thể hái được nho á. Thế là con gì? Con cáo làm cách nào, đúng không nào? Làm cách nào cũng không hái được chùm nho, được chưa nào? Đấy, cáo thì làm cách nào cũng không thể hái được gì, hái được chùm nho, và thở đánh thượt một cái rồi nói, được chưa nào? Thở đánh thượt một cái. Đấy, thở đánh thượt một cái rồi nói gì nhỉ? Làm sao mà mình cứ phải đấy, tức là đây là cái chi tiết mà mình thích nhất này kìa, đúng không nhỉ? Làm sao mà mình cứ phải gì, cố ăn mấy cái chùm nho này, đúng không? Đấy, cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ, đúng không nhỉ? Rồi, vỏ thì xanh, chắc là chưa chín rồi, đúng không nào? Vỏ thì xanh rồi, chắc là chưa chín rồi. Đấy, ok. Đấy, như vậy thì đây là những cái câu chuyện mà chúng mình có thể nói nhá. Vậy thì đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có thể liệt kê ra. Ok, như vậy thì câu chuyện tưởng tượng về loài vật nó có khá là nhiều, và các em có thể chọn một số những câu chuyện khác để chúng ta liệt kê cái chi tiết mà mình thích nhé. Như vậy clip này cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại các em ở trong bài số 18, đó là đồng cỏ nở hoa. Bye bye.